Dạ, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là mình sẽ quay cho bà con xem. Trời thì sắp mưa rồi. Chúng ta còn sắp một phân nửa nữa, nhiều lắm. Khi mà nhập về thì người ta bỏ vô bịch cho mình. Về thì mình sẽ chất ra bên ngoài rồi mình tưới. Đây. Bên đây là mọi người đang chất. Xin chào ông ngoại. Ông ngoại khỏe không? Ba bốn tháng chưa gặp ông ngoại luôn. Quá thật lâu. Ông ngoại có muốn kiếm bà nào ông nói lên để lên mạng mà bà nào thấy hốt ngoại luôn nè. Không không Hốt luôn. kiếm bà nào phục vụ Đi con gái rồi đi luôn. Nay ngoại mặc áo đẹp quá ta. Trời đi mày phải vậy thôi, nó về đâu còn đồ cũ nữa. Ôi, nó cắn hậu rồi. Nó cắn xong rồi. Ngoại xuống đây hồi nào ạ? À? Xuống rồi mới mặn á. Giờ nay có nhậu không mày? Có, mới ấy đâu cá tha rồi kìa. Cá tha chứ gửi kìa. Đã vậy. Trả rồi. Mày uống rượu không mà mày nhậu mày chứ đâu phải mày tiền bạc gì. Không tiền bạc gì mình phải uống bia chứ. Phải không? Thôi chưa, khi nào bán uống bia. Giờ uống rượu. Khi nào ra cây cái có chưa? Bia. Uống bia chứ đâu thấy rượu. Cái này mà có cái đó là được, cái này thì ngon ha. Rồi hết trời bà ơi. Mưa tới rồi bà con ơi. Đây một mình nó tên nè. Rồi gom đi, gom lần lần vô đi. Còn dừng vài chục cái nữa nghỉ ra nhậu được. Đây bà con thấy nhiều chưa? Nếu ai có mua thì liên hệ số điện thoại dưới phần mô tả nha. Nhiều quá, không là người ta đặt nhiều quá rồi cũng không có liên hệ. Xe giao phải không? Đúng rồi, người ta cũng gọi nhiều quá, ta để số điện thoại mà gọi chưa có kịp luôn. Mưa rồi, ướt rồi, mưa nhiễu nhiễu hộp rồi. Cái này mà đất bằng một cái bằng một con rồi hả? Cái này mà đất bằng ngon lành một cái ha. Thấy có cá ở dưới, bụng bụng ở dưới, mấy hút lừa luôn, ấy ngon. Đầm thật luôn. Cái chất này xe tải. Không, dưới bờ có cá thả dưới. Có toàn hai con cá, dưới bờ ngon là làm. Rồi có anh kia chưa? Có chưa? Có rồi, có rồi. Đây. Hôm nay à, có đi làm đâu không mày? Đâu làm đâu? Ở nhà không hả? Mới lãnh thuốc gì ạ? Bệnh mới lãnh với bệnh viện mấy gì ạ? Ngoài bệnh gì? Tê đồ thôi. Già cả bảy mấy tuổi cũng yếu. Sáu mấy hay bảy mấy ngoại? Bảy mấy rồi ạ. Con nhớ ngoại sáu mấy mà. Đâu có, già chứ năm lớn mình tuổi gì. Tại đó, sợ đi quân dịch hay giấu quá nha. Được không ngoại, ngoại chịu không? Thôi, tôi nói cỡ đó giao cho con ha, cha con đầu phụ á.
quá, tôi hợp ông bà sớm. Dạ ngoài còn khỏe quá mà, mấy mấy cũng còn khỏe. Khỏe theo sức già chứ, tôi ngủ cũng còn yếu chứ. Cứ khi nào tối nay mốt về có đăng lên mạng cái người ta mấy bà kiếm ngoài. Cha con bị kiếm quá trời rồi, kiếm ngoài. Kiếm ngoài ha. Kiếm ngoài. Ngoài chịu đi bước nữa nữa không? Chạy chứ đi vậy đi đâu kịp. Dạ dạ chạy. Chạy bước nữa. Học quả tập quả giỏi chứ không hả? Dạ. Gà chữ nghĩa đâu còn nữa ấy. Ai muốn mua xưa thì gọi cha, còn ai mà muốn hốt ngoài thì gọi ngoài ha. Rồi mới hai thằng làm một buổi cho nó gọi, buổi chưa chắc được. Cái gì? Không mưa chút nữa làm chút nữa coi gì. Út nó sát vô đại luôn mà nó không có lật, nó lỏng lỏng là nó lật à, lỏng lỏng là bị lật à. Má bịch hết rồi. Đếp cho biết mấy giờ chai. Mấy giờ chai cũng 3.000 ký, muốn gì người ta mua 3.000 ký luôn. Chưa mưa nữa hết à. Cứu gỗ à? Nhiều clip có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 clip rồi. Để quay góc để cho mọi người xem. Nó cũng cao lắm nha mọi người. Đây là góc xưa là trồng. Đang trồng. Đó. Mưa. Rồi chào tạm biệt bà con. Nếu mọi người có bây giờ đi mua rượu cho cha rồi. Rồi nếu mà bà con có mua nhớ liên hệ cho cha tâm nha. Chào tạm biệt mọi người. Trời mưa rồi.